xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Gatina Kid. Thì hôm nay mình đã lên YouTube và Facebook đây và mình đọc những cái bình luận mà các bạn đã yêu cầu mình, đó chính là tổ chức Big Game. Big Game thì Big Game á thì mình sẽ chờ tới 90 subscribe, nhưng mà nhiều bạn yêu cầu quá rồi mà kênh của mình được 88 rồi, nên là mình sẽ tổ chức luôn. Nhưng mà phần quà thì mình sẽ chuẩn bị sau nha các bạn, nên là bây giờ mình không đi phần quà cho các bạn coi được, và bây giờ mình sẽ gọi là cách chơi. Nhưng mà mình có trước khi chơi mình nói một cái ý này tí xíu, là mình có coi là một bạn hay là thế là thôi, nó là mình mất trước gì đâu, mình có nãy mình biết đúng rồi. Nhưng mà mình đã nói ở đầu video là ý tưởng mà của block này nè, là mình đã nói đây để cho các bạn xem luôn. Đó, đây nè. Là mình đã nói ở đầu video là mình lấy ý tưởng từ chị Yến Nhi, còn shop của chị Thơ Nguyễn á là mình lấy Phương Nguyễn. Không, Phương Nguyễn thì mình không có nói rồi, là Tuấn Lê nè, nhiều bạn lắm chứ không phải là một mình đâu. Nó mới nhớ giới thiệu chiếc shop của mình cũng là dễ thương hơn, nhưng mà cái này để nó sau, đang nó phần mềm cái game. Ok, và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi. Hôm nay thì hiện tại mình có 5 bước. Bước 1, các bạn ấn subscribe kênh. Đây, các bạn ấn subscribe kênh cho Tinh Thần Kid và ấn chuông kế bên. Và tiếp theo là các bạn tán thưởng bạn bè của mình và các bạn like share cái video này. Và bước thứ 3 là các bạn sẽ comment hashtag cho Tinh Thần Kid 00099 là, và các bạn tag tên của ba người bạn của mình vô. Và bước 4 là các bạn hãy kiếm những cái video nào mà, và bước 4 mình sẽ có một cái câu hỏi cho các bạn. Và câu hỏi này thì bây giờ mình sẽ đọc để các bạn lên YouTube và tên kiếm và coi. Và bước thứ 5, trả lời á các bạn, comment số và trả lời câu hỏi, comment số và các bạn như câu trả lời ra, các bạn tag ba tên của bạn của mình vô. Và bây giờ bắt đầu câu hỏi là sao bao nhiêu gian khổ, sau bao nhiêu cố gắng. Và bây giờ mình đã tìm được một cái câu hỏi, đó chính là hãy kiếm cho mình xin các bạn, từ video đầu tiên cho đến video hôm nay là mình có bao nhiêu cái intro. Và các bạn comment ở dưới là hashtag cho tên là kiếm, và các bạn ghi là bao nhiêu intro, như là ví dụ như là 1 và là 2 intro. Nên là mình sẽ chỉ các bạn cách ghi intro và ở phần kế bên. Rồi, mình sẽ lặp lại các bước. Bước 1 là các bạn ấn nút subscribe và ấn nút chuông kế bên cho Tinh Thần Kid. Bước thứ 2 và quay thì là các bạn thấy có 5 bước, mình sẽ lặp lại. Bước thứ 2, các bạn hãy mời bạn bè mình vào chơi. Bước thứ 3 là các bạn comment hashtag cho Tinh Thần Kid và tag ba tên của bạn mình vô. Và bước 4 là các bạn trả lời câu hỏi. Và bước thứ 5 là các bạn ghi câu hỏi ở trên comment luôn. Làm comment sẽ như sau: hashtag giờ tên là Kid, số là từ 00 đến 99. Và các bạn có câu hỏi là tổng từ video đầu tiên cho tới video hôm nay mình có bao nhiêu cái intro mở đầu. Nên là bây giờ mong các bạn và Big Game này là nếu mà có 90 subscribe hoặc 91 mình sẽ bắt đầu công bố kết quả và giải câu hỏi ấy. Nên là chúc các bạn may mắn và video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu mà các bạn thích video này đừng quên like, share và subscribe nha. Và các bạn hãy ấn nút subscribe để xem video nữa. Và bây giờ bye bye.